Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm và gặp mặt lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Lào Cai Lai Châu tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên 5 lĩnh vực trọng tâm. Sau 76 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, mùng 5 tháng 3 năm 1947, mùng 5 tháng 3 năm 2023, đội ngũ đảng viên trong tỉnh đã có sự phát triển và lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng, đóng góp quan trọng vào sự phát triển đi lên của quê hương Lào Cai. Trong phần tin trong nước và quốc tế, nhiều doanh nghiệp bất động sản kiến nghị cần tăng lợi nhuận làm nhà ở xã hội lên mức 15%. Tây Ban Nha công bố dự luật thúc đẩy bình đẳng giới,